Dạ, xin chào các bạn, em tên là Nguyễn Thị Ngọc Bích. Hiện tại thì em vừa tốt nghiệp khóa thạc sĩ chương trình song ngữ của trường đại học Công giáo ở Antonio, Tây Ban Nha. Em vừa mới trở về vào tháng 1 năm vừa rồi á, đầu năm vừa rồi để về ăn Tết cùng với gia đình. Thì gia đình em thì cũng có lời khuyên là mình đi học nhiều rồi, mình cũng là thạc sĩ mấy thứ rồi thì giờ mà mình muốn học tiến sĩ nữa thì mai mốt thì cũng chỉ là đi làm thôi. Nên nhà em có ý định là mở trường, một cái trường mầm non cho em. Thì em mới quyết định là tìm hiểu một cái khóa học Montessori về cho chương trình mà dạy cho trẻ con á. Thì cái phương pháp này rất là được thế giới công nhận. Rồi nó xong rồi em mới bắt đầu tìm hiểu. Em cũng apply vào một cái trường ở bên Mỹ. Thì trong cái quá trình mà em apply như thế thì em cũng được học bổng của trường. Rồi em cũng xin tự làm giấy tờ với thứ E20 luôn. Em nghĩ là mình có cái kinh nghiệm là mình đi du học rồi, mình cũng có tiếng Anh rồi, thế mình tự apply DS160. Nhưng mà cái quá trình mà làm ấy thì tới cái chỗ mà job của mình á, primary occupation á, job của mình á, thì em suốt ngày em bị out ra không ạ. Thì nghĩ là bởi vì cái DS160 rất là quan trọng mà mình lại bị lỡ mày có vấn đề gì sao. Thế thôi, có được E20 rồi, ok rồi. Bây giờ nhờ một bên bên trung tâm để mình nhờ họ để mình hướng dẫn mọi thứ làm sao mà cho nó tốt đẹp nhất. Đấy, thì em mới qua cái trên group của Facebook á, thì em mới biết là em thấy từng cái comment của các bạn nói về cách trung tâm du học. Thì em thấy là các bạn đánh giá cái New World Education rất là tốt và cái giá cả cũng rất là ok nữa. Thì em mới bắt đầu tìm hiểu. Em nhắn tin rồi em đăng ký thông tin ở trên trang web của công ty á. Thì ngay hôm sau đó thì có chị Ngọc, chị gọi điện cho em, chị trao đổi mấy thứ. Đầu tiên là em rất ấn tượng, giọng của chị rất là dễ thương, rất là dễ nghe. Dạ, xong rồi về sau đó thì em rất là bất ngờ bởi vì sự tận tình của các chị. Thì em biết là cái comment của các bạn là đánh giá về công ty rất là tốt rồi, nhưng mà cái qua cái cách trao đổi cũng như là các chị hướng dẫn em á, rồi cái sự chuyên nghiệp của công ty á, ví dụ mình tham khảo hôm nay là mình gọi điện tư vấn cho em ha, xong từng bước rồi mình đóng tiền visa với thứ, các chị cũng hướng dẫn em rất là nhiệt tình. Mà hôm nay cuối tháng năm này là tiền phỏng vấn chỉ có 3,8 triệu bao nhiêu thôi đấy. Thì qua tháng 6 á, thì nó sẽ tăng lên. Thì em có muốn không? Bảo dạ đương nhiên rồi chị. Thế nhờ chị book luôn cho em luôn. Thì đấy, rất là nhanh chóng. Rồi em có thể tìm hiểu, check cái thông tin của mình ở trên web rất là rõ ràng ha. Những chi tiết từng bước một em đã thấy là rất là bài bản, rất là chuyên nghiệp á. Đấy, thì sau đó thì em lại ký hợp đồng với công ty. Rồi được chị Trang ha, rồi chị Ngọc bảo là chị Trang sẽ cùng hỗ trợ em với cái luyện phỏng vấn á. Em thì tiếng Anh thì em không có sợ, nhưng mà chỉ tội là ví dụ những câu hỏi hóc búa ha. Nhiều khi tiếng Việt mình hỏi em mình không trả lời một cách duyên dáng hay là gì đó. Thì em muốn là nhờ các chị bên công ty làm sao đấy cho em cái hướng nói, làm sao mà nó ok với cái hướng của em. Đó, thì em rất là cảm ơn công ty đã tạo điều kiện cho em, rồi giúp đỡ em, hướng dẫn em, và hôm nay em đã được thể hồng rồi. Cái chương trình mà em muốn học á, là nó là chương trình của toàn thế giới. Cái phương pháp đó là của toàn thế giới luôn, tất cả các quốc gia đều có, Việt Nam mình cũng có. Nhưng mà cái khóa học đấy á, ở Việt Nam mình có mà ở Đà Nẵng. Đà Nẵng nó cũng là một trong những cái cơ sở của cái hệ thống này trên thế giới này, ở Việt Nam mình á. Đúng rồi, nhưng mà anh biết là em càng thử thách thì em muốn, khi mà mình, anh biết không, lúc mà càng thử thách thì mình, lúc mà đạt được cái điều đấy là hạnh phúc hơn với tất cả những cái giá trị vật chất nào đó. Thì em muốn gần 4 năm mình học ở đó thì em muốn thay đổi bản thân một xíu, tạo ra những thử thách rồi làm cho cuộc sống mình muôn màu muôn vẻ hơn. Em muốn thay đổi bản thân của mình, có một cái gì nó vui tươi hơn, nó sống động hơn. Không phải là bên kia không vui tươi sống động, nhưng mà em muốn tạo cho mình những cái thử thách như thế. Em thì kim chỉ nam sống của em là làm những điều đúng với lương tâm mình. Nếu mà mỗi lần mà mình làm cái gì mà mình cảm rất lương tâm mình, tức là điều đấy là không đúng. Thì nói thật với anh là lúc mà em đăng ký cái này, em chỉ quan tâm đến cái phương pháp này thôi. Mà lúc em có cái visa này thì em cũng không biết nó là vocational, nó là cái dạng du học nghề. Cái phương pháp này thì em học thì trong vòng 10 tháng, và nhưng mà nó, bởi vì nó là du học nghề nên nó được 4 lần thực tập. Thực tập thì ví dụ như là ngày 5 tháng 9 em nhập học, thì ngày 18 đến ngày 27 là em có một đợt thực tập 7 ngày, và từ sáng 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều liên tục.
Rồi sau đó em lại học lý thuyết. Sau đó nói chung là 10 tháng thì có 4 lần thực tập. Và lần cuối cùng là dài nhất 1 tháng luôn. Thì đấy, em cũng rất là thích, bởi vì em có thể trải nghiệm được đúng với cái môi trường, đúng với môi trường với các bạn học sinh ở bên nước ngoài luôn. Đúng với môi trường mà em rất rất là thích với trẻ em. Đó, thì em nghĩ là nó tích lũy cho em được rất là nhiều kiến thức, bởi vì em đang dạy tiếng Anh. Một cái môi trường, ví dụ em có thể dạy tiếng Anh từ tiểu học đến người lớn chẳng hạn. Nhưng mà cái độ tuổi từ 3 đến 6, em chỉ thích những đứa trẻ, mà ví dụ như là những đứa trẻ nhà 3 đến 6 tuổi cháu của em chẳng hạn. Đó, thì những đứa tuổi, lứa tuổi đấy là em đã rất thích rồi. Nhưng bây giờ em được áp dụng cái phương pháp đó, em được chứng kiến, rồi được trải nghiệm vô cái môi trường như thế, thì em nghĩ là rất là lý thú, rất là thú vị. Em thì em không rõ, nhưng mà khi mà cái đối tượng tuyển sinh á, của cái học này thì đều là giáo viên hoặc là trợ tá, trợ giảng cho bên, nói chung là bên giáo dục. Nhưng mà đa số cái khóa của em ấy, thì dành cho những cái bạn mà một là đã đi làm rồi, hai là những giáo viên mà họ muốn học sâu hơn. Giáo viên như em chẳng hạn, thì đối với em thì em cũng không nói là mình quá cao siêu, nhưng mà lúc mà em học thì em chưa cảm thấy là đủ đối với em, bởi vì em như là một là hạt nước, còn kiến thức thì như là một đại dương. Đấy, thì em cũng mong muốn rằng khi mà mình có một kiến thức ấy, mình không nên dừng lại, thì các bạn hãy cố gắng lên, bởi vì mình là một người rất là nội tâm, nhưng mà khi mà trong đầu của mình luôn luôn có cái câu thần chú là mình sẽ làm được. Lúc em đi phỏng vấn cũng vậy, em sẽ làm được và cuối cùng em sẽ làm được. Đối với New World thì em cảm thấy là sự chuyên nghiệp của công ty ngày càng. Đối với em hiện tại bây giờ thì đã là rất là chuyên nghiệp rồi. Em chưa có tìm thấy một cái công ty du học nào mà chuyên nghiệp hơn đến thời đại hiện nay. Và chính vì lý do đấy mà trên tất cả những diễn đàn của học sinh hay là gì, New World luôn là số 1 trong lòng tất cả mọi người.